Vâng, cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người ạ. Ngày hôm nay có một lô máy cưa siêu siêu đẹp để giới thiệu qua các bác nhé. Lô cưa ngày hôm nay thì các bác nhìn qua này, máy móc thì làm xịn còn nguyên chữ hết này, máy rất là sáng nhá. Ở trong lô cưa ngày hôm nay thì có rất nhiều phân khúc như là dòng cưa cắt gia đình, cưa cắt tầm trung và cưa cắt khai thác. Thì điểm qua cắt khai thác ngày hôm nay thì có Cinewa Short 1039 này, Makita 4345, Cinewa 352, Echo 361, máy móc các bác nhìn qua này, máy quá sáng luôn, máy như chưa xài bác nhá. Ở phần dưới phân khúc cắt tầm trung có Echo 331, Echo 3000 và Makita 400. Dưới cùng là có một cây máy cưa tay cụt của dòng cưa Echo sản xuất tại nhà máy Ryobi. Đó, máy đẹp như chưa xài luôn. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Và khi các bác mua hàng thì bên em tặng các bác 3 món đồ: tiếp mở buji này, rũ cưa này và tua vít chỉnh chế. Hàng bên em là bao ship và bảo hành các bác là 6 tháng nhá. Đây, các bác nhìn qua về những cây máy này cực kỳ là xuất sắc luôn. Lô ngày hôm nay là một lô cưa tuyển để anh em dễ dàng lựa chọn này. Rất hiếm khi có một lô máy mà có quá nhiều cây đẹp trong vòng một lô như này. Thì giờ em sẽ giới thiệu từng cái hệ máy nhá, có trong lô cưa ngày hôm nay. Thì em có test nổ này, đọc thông số cân nặng để các bác dễ dàng trải nghiệm nhất. Với đầu tiên là một cây máy cưa tay cụt này. Cây này thì người Nhật người ta chưa có qua cắt được không nhá. Người Nhật người ta chưa cắt tí nào luôn, làm còn chưa có một vết tích nào nó đã sử dụng. Đấy, máy thì kiểm tra tháo hết ốp này, kiểm tra vào trong này thì còn như mới nhá. Đấy, chưa bám bụi bẩn. Cây này thì có công suất là 33cc, nòng máy 38 ly. Dòng này chỉ chạy 2 lá bạc bác nhá. 2 lá bạc, cân nặng là 3,5 cân, lam dài 35, lam dài 40, mặt cắt của nó là 35. Đây nó ghi đây này, mặt cắt là 350mm này. Ryobi, cây này là quá chất lượng luôn. Đang để giá là 2,3 triệu. Xích là chạy xích chung 91. Đấy, ES3035. Mặt lam quá đẹp luôn nhá. Máy thì chỉ chạy là 2 chân ốc lam. Đấy, tem mác các thứ là nguyên xi hết này. Đó, đã kiểm tra rất là kỹ càng về những cái bơm nhớt hay là vấn đề gì nó kiểm tra xong xuôi, ngon lành. Máy này thì full chức năng như bơm xăng phụ, khóa sên đầy đủ nhá. B1 để giá là 2,3 triệu. Kiểm tra nòng bô nhá, máy này thì thôi không cần kiểm tra nữa rồi. Em đã kiểm tra tháo đầy đủ hết cho các bác nhá, chứ không phải là nhìn qua mới mà thôi nhá. Thì kiểm tra nó còn rất là đẹp luôn, các bác nghe đứng độ hơi nén của nó rất là chắc. Đấy, cây này độ xuất sắc của nó cao. Để giá là 2,3 triệu. Đây, cây này là hàng tuyển lựa. Tiếp theo này, đến cây máy cưa số 2. Cây máy này là cây cưa Makita 4040. Cây này có công suất là 40cc và nòng bít tông là 40 ly bác nhá. Đây, máy này lam còn nguyên chữ Makita này, lam dài là 45, mặt cắt 40, chạy xích chung 91. Đó, máy này sử dụng bơm xăng phụ này, đầy đủ hết, có cả có van xả áp. Lốc máy cực kỳ đẹp bác nhá. Đến với cái dòng máy mà có 40cc như này, nòng 40 ly thì các bác sử dụng công việc đi cắt gỗ to được và có thể cắt thời gian dài. Đấy, cây hệ này thì rất là nhiều đồ thay thế. Bên em thì cực kỳ là nhiều đồ nha, điện hơi các kiểu là có hết nhá. B2 thì giá là 1,6 triệu. Ok, giật đổ lại nhé. Chạm dây là đổ luôn. Bao các bác là độ dễ nổ. B2 để giá là 1,6 triệu. Cây này thì sản xuất là từ bên nước Đức. Đây, nó có chữ Make in Germany ở phần cuối cùng này. Các bác để ý dưới chỗ này nhá. Nó có chữ này, Make in Germany ở đây. Đấy.
Dòng này là cưa Đức xuất Nhật. Các chi tiết của nó nòng hơi các kiểu đã kiểm tra kỹ rồi. Đấy, ngon lành. Tiếp theo này, đến cây máy cưa số 3. Cây này là cây Echo 3003, đời này là đời 4 số bác nhá. Máy cưa đời 4 số đây, đời cao. Lam còn nguyên chữ Echo, máy thì đầu lam Latin. Và máy này thì lam dài là 40, mặt lam cắt 35 phân. Máy này thì hoạt động là hai chân lốc lam này, có trọng lượng cân nặng là 4 cân. Dòng này là chạy 4 cân bác nhá. Đấy. Máy quá là sáng luôn, cực kỳ xuất sắc. Bơm xăng phụ ở trên này. Máy này thì chạy các bác sử dụng công việc đi cắt tỉa thì bao ngon. Cái này thì cắt tỉa cực kỳ sướng này. Dòng cơ Echo cắt tua máy cực kỳ mạnh luôn. Đó. Máy này liền lạc, không có chỗ nào bể vỡ, không chảy xước gì nhá. Tem mác thì nguyên si. Đấy, được cái là lam Latin nữa này. Được cái đầu máy lam Latin dày cộp, máy này lam nó phải dày được khoảng 2 phân. Đó. Chưa mòn chút nào luôn. B3 để giá là 2,2 triệu. Cực kỳ chắc luôn. Máy này giật hơi nghe rất là chắc. Đó, các bác xem kỹ máy nhá. Em quay thì để các bác xem kỹ này. Cái chân đế này, ốp này là nó bị dính bẩn thôi chứ không vấn đề gì hết. Đấy. Còn các chi tiết máy thì ngon lành. Ốc áng thì còn nguyên si hết nhá. Bao zin hết, máy này bao zin hết luôn. Đó, B3 thì giá là 2,2 triệu. Tiếp theo đến cây máy cưa số 4. Cây cưa này là Echo 331C. Thì có công suất là 34cc và nòng bít tông là 39 ly. Thì những cái phân khúc của hệ nòng nằm thì nghe tiếng máy cực kỳ thoáng máy nhá, và chạy cắt cực kỳ khỏe luôn. Đó, cái thời gian để các bác cắt cây cưa này thì có thể thời gian kéo dài là tầm khoảng cả sáng hay là cả chiều cũng được, có nghĩa là không ngán về cái thời gian. Còn các bác cắt càng nóng máy thì nó lại càng bao dễ nổ cho các bác luôn. Đó, cái này là ưa nóng máy nhá. Còn cái độ bền của phần hơi điện ấy thì cực kỳ cao. Đó, máy này thì nổi trội nhất là phần hơi điện này, cực kỳ bền luôn, nồi đồng cối đá. Đó. Các bác chỉ cần pha nhớt đúng tỷ lệ và rũa xích giúp em thôi. Còn động cơ là bao ngon lành. Nếu như trong trường hợp xấu nhất là máy móc có bị vấn đề gì thì các bác gửi về địa chỉ của hàng em thì bên em sẽ sửa chữa cho gửi và gửi cho các bác. Còn nếu như mà có những bệnh nào đơn giản như thiếu cái nắp nọ hay là vỡ một cái gì đấy đơn giản thì em sẽ gửi đồ để các bác lắp vào luôn. Còn vào cái chi tiết máy là giật không nổ hay là nó bị làm sao, có nghĩa là về sử dụng thời gian dài, có thể là trên 6 tháng đến 1 năm bắt đầu nó mới có vấn đề gì đấy, thì các bác cứ gọi điện cho em rồi em sẽ sửa chữa và gửi lại cho các bác. Đó. Ok, cây này thì đang để giá là 1,900,000 nhá. Lam còn nguyên chữ Echo này. Lam dài 40 mà lam cắt 35. Đó, Echo 331. Các bác nghe thử cái tiếng máy nhá. Rất là vút tầm luôn. Bao dễ nổ, nghe tiếng máy cực kỳ là khỏe luôn, rất là thoáng. B4 thì giá là 1,9 triệu. Tiếp theo về những cái hàng cưa bên trên thì em có một cây máy siêu phẩm ngày hôm nay này, cây máy cưa Echo 361. Đấy, cây này lam còn nguyên mặt chữ Echo này, rất là xuất sắc nha các bác nhá. Máy này em đã trang bị một sợi xích mới này, lam thì là lam Latin và máy thì chân hai chân ốc lam. B5 thì giá là 2,5 triệu. Cây này thì phần chân đế các thứ này vẫn còn mới tinh luôn này. Đó, mặt lam quá đẹp luôn. Các bác chạy cây này thì không cần phải lăn tăn là rũa xích nọ kia, bởi vì đã lắp xích mới luôn rồi. Trọng lượng cân nặng của nó là 5 cân bác nhá. Các cái nhún cao su này, rồi là các khi cầm nắm này rất là chắc chắn này, nhún cao su thì còn nguyên si.
những cái răng ở em rất là kỹ tính em mua hàng này, những cái răng ở dưới này thì nó vẫn còn hoạt động tốt này. Cái máy này thì hoạt động là chuông đồng tiền bác nhá, cái này là chuông đồng tiền, anh em có thể thay đổi cái xích nào mình xuống xích 91 cũng được, mà mình sử dụng cái xích 325 cũng được. Đấy, đây hiện tại đang chạy xích mini, còn cái chuông máy là chuông đồng tiền nên là anh em rất là dễ dàng thay. B5 để giá là 2,5 triệu nhá. Nổ rất là êm luôn. Đó. Đây. Mặt làm này, nguyên chữ này. Được cái là cái chuông đồng tiền rất là dễ thay thế. Các bác có các bác thích thì các em sẽ gửi các bác một cái chuông đồng tiền, một cái đồng tiền nữa là của xích 91. Các bác có thể lắp hai loại nhá, một là loại này, hai là loại 91 vẫn được này. Đó. B5 2,5 triệu. Tiếp theo đến cây máy cưa số 6. Cây này là cây cưa Shinawa 352. Có công suất là 36cc và nòng bê tông là 40 ly. Làm mặt làm còn nguyên chữ Shinawa này. Độ mới rất là cao, lốc máy đẹp bác nhá. Lốc máy còn rất là đẹp này. Bô máy kiểm cái gì nhỉ, bộ hơi đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Các bác nhìn qua về em vệ sinh máy rất là sạch sẽ, làm thì như chưa xài luôn. Đó, máy này thì độ mới còn tầm khoảng tầm 80-85%. Hai chân ốc lam, máy quá nó xuất sắc luôn. Đấy, có cò van xả áp đây bác nhá, sử dụng cò van xả áp đây. B6 thì giá là 2,6 triệu. Nghe cái tầm tiếng máy nhá, nó chạy cảm giác được rằng là tua máy rất là cao, và dòng cưa Shinawa thì là hàng phân khúc cao cấp nên là chạy nó lúc nào cũng được cái hàng, có nghĩa là nó chạy nó không bao giờ phải lăn tăn gì cả, cắt những dòng gỗ không cần phải quá là sợ là nó cắt được hay không, chỉ sợ các bác có mang đi cắt có công việc để cắt hay không thôi. Còn máy móc thì bên em bao các bác là hoạt động tốt nhá. Cưa Shinawa 352 này thì là em đã tham khảo vài anh em rồi, là họ đã mua của em và em thi thoảng vẫn có trao đổi qua, thì họ bảo là chạy dòng này rất là tốt, ổn áp đấy. Và em cứ tham khảo cái loại nào nó ổn nhất thì em mua để chạy bán cho các bác cho yên tâm. Tua máy nghe rất là cao nhá. Máy này tua rất là đẳng cấp luôn. Cảm giác là vút lên pha nó chạy quá là ghê gớm, không có thứ nào chịu nổi luôn, máy cắt quá khỏe. Shinawa 352 chạy chế One Pro đấy, có van sao đây, các bác bấm đây giật rất nhẹ nhàng luôn. Công tắc bật lên là on, bật xuống là tắt, nghe gió ở ngay chỗ này luôn, kéo ra đóng vào đấy. Ok, trọng lượng của nó là 5 cân bác nhá. Máy cưa Shinawa này rất là bóng bẩy, rất là sáng, máy cực kỳ đẹp. Tiếp theo đến cây máy cưa số 7, cây này là dòng cưa Makita 4345 thì có công suất là 43cc, nòng 41 ly. Cây này thì là hàng phân khúc để các bác đi cưa cắt khai thác. Đó, nó là của Sách Đô Man nhưng mà sản xuất tại nhà máy Makita, nó cũng cùng là một kiểu với nhau hết. Các chi tiết của nó thì chẳng khác gì, chỉ khác mỗi tên là Makita với Sách Đô Man thôi. Nó vẫn là dòng của Đức xuất sang Nhật bác nhá. B7 thì giá là 2,9 triệu này. Máy này thì hai chân ốc lam, làm còn nguyên chữ Makita. Đó, xích của nó thì rất là dày, xích của nó là chạy chân xích 325, làm dài là 50, mặt cắt của nó là 45. Đấy, hai chân ốc lam bác nhá. Ok, B7 để giá là 2,9 triệu. Ok,
7 2.900.000. Và về máy cưa cuối cùng ngày hôm nay là cây máy cưa số 8 này, cưa Shinewa 1039. Cây này có công suất là 40cc, nòng bít tông 40 ly, lam dài là 45, mặt lam cắt 40 bác nhá. Máy này chạy chân xích 325 và đã trang bị lên sợi xích mới, làm rất là đẹp luôn này. Đó, lốc máy lốc nhôm nhá, trọng lượng nó 5 cân. Đấy, dòng cưa Shinewa này thì nó có giật trợ lực đây. Dòng cưa shop này nó có giật trợ lực luôn. 1039, cây này đang để giá là 3.300.000. Đợi đi. B8 này giá là 3.300.000. Hơi nhiều nhớt thì nó ra hơi khói một chút. Ok, đây là 8 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0392 973 923 các bác nhé. Và các bác xem video thấy hay thì vui lòng cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo với ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.